đây là cá của mẹ với ba đi đặt lợp về nó nấu cho anh Thuận với anh Thiện ăn. Ở dưới ruộng lúa đó cái mẹ với ba đi đặt lợp, cái mẹ cá đó, rất là ngon. Nhìn hồi nãy nhìn rất là cho Tê Thi cầm luôn rồi để diễn viên nghiêng xuống cho thấy nè. Đó, cà nướng nha mọi người, hot trên thời gian này nha, cà nướng hot trên thời gian này. Mà ở đây là gao còn không mất luôn, gao bí gao muống xào rất là ngon. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng ăn cơm nha, mời cả nhà ăn cơm nha, những phần ăn rất dân dã nha, rất là ngon. Đây là bí gao muống xào chung với nhau ăn rất là ngon luôn. Xưa mình cứ từng mơ ước về đây làm gì không? Dạ em từng mơ ước về đây em cắt nhà cho ba em, em làm cho bà con nghèo ở dưới thôn mình được một cái cha, được một cái ấm áp mà gửi đến yêu thương đến cho cô chú. Em rất là vui và em rất là hạnh phúc. Cái mặt mà thổi lửa nó đẹp chứ sợ, nhăn chứ sợ. Em làm gì đây Tê Thi? Dạ Tê làm gì đấy? Tê đang luộc rau anh. Tê nhóm lửa lên là khói bay mịt mù vậy đó hả? Dạ. Rồi nhóm lửa lên để chuẩn bị luộc rau. Luộc rau mà quánh. Đúng rồi. Luộc rau mà quánh mặt đúng rồi anh. Cô chú anh chị đó là biết à. Tại vì em muốn đi chụp hình, tại vì trời mưa đi chụp không được, hôm nay mưa nè.
Mưa không đi chụp được ở nhà luộc keo đó. Luộc keo là bên cạnh cái nhà Tây Thi nè, trời mưa cả nhà thấy không? Đang mưa nặng hạt rồi. Hồi xưa là mình ở đây làm cũng nhóm lửa, nhóm bếp nè. Dạ. Vô phụ chị luộc. Vô phụ chị luộc đi. Nè. Em Út của Tây Thi đây mọi người. Dạ. Đây là em Út của Tây Thi. Nè, đi đi ra ngoài rửa giùm cho chị ba cái đi sỉ rửa lại đi em. Đó thấy không? Nè. Đi xa quá người học luôn. Rồi thấy thương quá à. Biết chữ hết chưa? Biết chữ hết rồi hả? Biết chữ. Học tới lớp 7 rồi. Ai. Khổ ghê. Khỏi học nữa hả anh? Chùa con gì đó? Dạ. Cà hả? Cà luộc á. Cà luộc chứ con gì? Cà tím hả? Dạ, cà phổi hả anh? Cà phổi. Cà phổi nó khác cà tím sao em? Dạ, cà phổi thì nó màu xanh, cà tím thì nó màu tím. Dạ, chèo. Cà phổi nữa màu xanh, cà tím nữa, cà tím. Trái nó tròn. Không phải, nó cũng dài giống như ngang như cà tím luôn á anh. Dạ, nhưng mà tại vì nó có nhiều loại màu xanh nè, màu hóa không sĩ. Đi lại đây cùng lọc với chị nè sĩ. Sĩ. Lại đây nè lọc với chị nè. Nè. Đây là cà nè. Phổi nha cả nhà. Dạ. Ủa lắm mình sẽ ăn món cà phổi hả? Cà dạ. Phổi với lại mỡ hành hả? Dạ. Có tép mỡ. Ăn chuối không? Tép mỡ với mắm dưới. Dạ. À, có chuối trên. Đây. Chuối để nguyên buồn cứ ăn chín tới đâu ăn tới đó. À, bỏ mỡ hành lên ăn. Thấy còn hai ba nải. Thấy hai ba nải thì còn. Bắt nồi nước lên sĩ. Lấy nồi nước bắt lên được cưng. Là cho bông sen đó. Có mấy ngàn chuối. Ở đây cũng có 8. Tám đi đi đó. Nổ. Thì Thi đứng ở trong á, đứng ở trong mình luộc này đó cho nó sáng, đúng rồi. Chờ rồi bắt nước lên chưa? Cô chú anh chị thấy cái cảnh là. Nước từ ngoài luôn rồi sĩ. Đó. Gọi là đang chậm. Đây là công việc hàng ngày của Tây Thi hồi xưa nha mọi người. Sáng sớm là dậy đánh mặt cho dày lên chú bé. Ăn bầu không? Đây chứ là chuẩn bị đi dạ. Chụp đó. Dạ. Lấy đi mẹ. Thôi để đây cho bạn đi mẹ. Thôi. Thôi được rồi. Không có, em không có. Em không có sáng sớm, em không có đánh mặt dày. Hồi đó em không có. Ôi, nó còn nhớ xíu à. Hai chị em đang mừng bữa trưa. Ăn bữa cơm với gia đình. À, mừng bữa chiều. Bữa chiều. Đang hai chị em của em. Nhỏ. À, hai chị em của em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Thương mến của hai chị em của em. Chào cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị đón xem những mấy cái bộ ảnh rất là đẹp nha. Bye bye.